cứu sống ân nhân. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về cậu bé Michael Becerril và cô bé Jenny Estrada ở bang Las Vegas, Mỹ vào năm 2002. Jenny à, con ở đây chơi với em Michael và các bạn nha. Mẹ và cô Naomi qua bên kia chút. Michael, nhìn nè, con búp bê đáng yêu quá đúng không? Chị em mình chơi với nó đợi mẹ về nha. Ken, mày cùng đồng bọn mày ngay lập tức bước ra đây. Nếu không, bọn tao sẽ sang bằng trường học này. Trời ơi, là một cuộc đấu súng. Không chạy đi. Alo, cảnh sát à, trường Columbia đang đầy rẫy những kẻ có súng. Mẹ, mẹ. Nín đi Michael à, chị đây, chị ở đây mà. Jenny, Michael, cẩn thận. Jenny. Trời ơi, Jenny. Cấp cứu, vô cảnh sát ơi, cấp cứu đi. Xin chia buồn cùng gia đình. Do mất quá nhiều máu nên cô bé đã không qua khỏi. Không, Jenny. 20 năm sau, kìa bà lại suy nghĩ rồi. Bà ăn đi, còn giữ sức khỏe nữa chứ. Tôi không thể nào ăn được. Tôi nhớ con bé quá. Giá như ngày hôm đó tôi ở lại với con bé, chắc là không có chuyện gì xảy ra nữa. Jenny à, vậy là đã 20 năm mà chưa giờ phút nào ba mẹ nguôi ngoai. Con gái, ta mua cho con cái đồng hồ, con nhìn xem có đáng yêu không? Đã muộn rồi, sưng xuống cũng nhiều, ông bà nên về sớm đi. Vâng, cảm ơn ông. Thật tội nghiệp. Túi xách của tôi. Cướp, cướp, ông ơi, cướp. Biết điều thì bà mau im mồm và đưa hết những trang sức ra đây. Không thì đừng trách lưỡi dao của tôi vô tình. Xin đừng mà, tôi xin ông. Đây là cái vòng cổ Jenny đã tặng cho tôi. Đó là món quà cuối cùng của con bé. Đừng mà, đừng lại đây nha. Ông tiến thêm bước nữa, tôi hét lên đây. Giơ tay lên. Không ngờ bọn mi dám lộng hành đến vậy. Chết tiệt. Bà dậy ăn ít cháo, tôi phải đi qua dãy phố bên kia mới mua được loại cháo bà yêu thích nhất đấy. Tôi mệt lắm, cổ họng đắng ngắt. Ông cứ để đó đi, lát nữa tôi ăn sao? Được rồi, vậy tôi đỡ bà ngồi một chút cho thoải mái, chứ nằm mãi lại mỏi lưng. Chào bà Smith, bà cảm thấy khỏe hơn chưa ạ? Cảm ơn cậu nha, tôi đã ổn hơn nhiều rồi. Cậu là... kia chẳng phải là vụ cướp tối qua sao? Kia là bà Smith mà. Vào tối qua, một băng nhóm tội phạm tàn bạo đã liên tiếp cướp giật tại ngã tư phố Brown. Phía cảnh sát cho biết có nhiều người bị mất ví, điện thoại và các vật dụng có giá trị khác. Rất may không có ai thiệt mạng. Trên màn hình là hình ảnh của cảnh sát Michael đã dũng cảm chiến đấu. Tôi thật không biết cảm ơn cậu thế nào cho phải. Nếu không có cậu, không biết bà nhà tôi như thế nào nữa. Bà nhà không sao là tốt rồi, đó là nhiệm vụ của cảnh sát chúng cháu mà. Kìa ông ơi, ông gọt hoa quả mời cậu ấy ăn đi. Không cần đâu, để cháu tự làm là được rồi, bà cứ nghỉ ngơi đi. Bức ảnh này là... Sao cậu lại có tấm hình này? Bác quen người trong tấm ảnh này sao ạ?
Đó là con gái của tôi. Sao cậu lại có bức ảnh này vậy? Hai bác là... Cháu là Michael đây, con của mẹ Naomi đây. Hai bác có nhớ không? Cháu chính là cậu bé đã được Jenny cứu sống trong trận đấu súng 20 năm về trước đây ạ. Michael hả? Thật là một cuộc gặp gỡ định mệnh. Cậu bé nằm trong nôi ngày ấy, được Jenny cứu, đã lớn như này rồi. 20 năm rồi, lúc nào cháu cũng nhớ và cảm ơn chị Jenny vì hành động dũng cảm của chị ngày đó. Nếu không có chị ấy, có lẽ cháu không còn có thể đứng ở đây được nữa. Suốt những năm qua, cháu và bố mẹ luôn hỏi thăm về gia đình hai bác, vậy mà không hề có tin tức gì. Sau khi con bé mất vì quá đau buồn và không muốn sống trong thành phố đã xảy ra mất mát đó, hai bác đã chuyển tới một nơi xa không ai quen biết, mong nguôi ngoài nỗi đau. Nhưng làm sao có thể quên được nỗi mất mát to lớn như vậy chứ? Cháu không biết làm thế nào để bù đắp sự mất mát của hai bác, nên cháu giữ lại tấm hình của Jenny trong ví và coi đó là bức ảnh hộ mệnh của mình. Cậu giữ nó trong suốt những năm qua sao? Đúng vậy thưa bác. Sau đó cháu đã cố gắng học để trở thành một cảnh sát. Cháu nghĩ đây là cách tôn vinh Jenny. Cháu nhắc nhở mình mỗi ngày cần cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và bảo vệ những người dân, để những chuyện đau lòng kia không xảy ra nữa. Vậy là Jenny đã cứu một người hùng rồi. Chính cậu đã cứu mẹ con bé. Cảm ơn cậu rất nhiều. Những tình cảm mà cậu dành cho con gái tôi thật sự đã chạm tới trái tim của người mẹ này. Tôi cảm thấy Jenny vẫn sống trong cậu vậy. Cháu muốn ôm bác từ rất lâu rồi. Cháu chỉ muốn nói lời cảm ơn. Thật sự rất cảm ơn bác. Sức mạnh của lòng tốt. Hiện tại, con bão Pudun đang di chuyển rất nhanh theo hướng Tây, sát đường Alabama. Nếu ai đang đi trên đoạn đường này, đề nghị mọi người hết sức cẩn thận. Trời ơi, sao mày lại dở chứng vào lúc này cơ chứ? Sao lại chết máy lúc này chứ? Lạy Chúa, sao em dậy sớm vậy? Em dậy chuẩn bị cho anh chút đồ ăn sáng nè. Anh đi cẩn thận nha anh. Nhớ về sớm, em chờ cơm. Anh nhớ rồi, anh sẽ về sớm. Sao đến giờ anh ấy vẫn chưa về? Đây có phải số điện thoại của cô Anna không ạ? À? Ờ, vâng. Tôi là y tá đang gọi điện từ bệnh viện. Hiện tại chồng của cô đang rất nguy kịch. Anh ấy bị tai nạn giao thông và bị thương rất nặng. Hả? Bị thương rất nặng ư? Chúng tôi rất tiếc, nhưng mong chị hãy nghĩ đến tình huống xấu nhất. Còn những 50 km nữa mới ra đến bệnh viện trung tâm thành phố. Mình biết phải làm sao đây. Giúp tôi với, tôi ở đây. Có chuyện gì vậy? Anh có thể cho tôi đi nhờ ra bệnh viện thành phố được không? Xin lỗi cô, cơn bão lớn quá mà xe tôi đang đi ngược đường. Làm ơn dừng lại đi mà. Đã gọi cho người nhà bệnh nhân chưa? Dạ, chúng tôi đã liên hệ, mà hình như vợ anh ta đang trên đường đến đây. Hy vọng cô ấy đến kịp. Giúp tôi với, giúp tôi. Xin hãy dừng lại giúp tôi với, làm ơn. Xin Chúa hãy giúp con. Con cầu xin người mà. Xin hãy giúp tôi. Sao giữa trời mưa bão này cô lại ở đây? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đang rất cần ra thành phố gấp, tới bệnh viện. Nhưng mà tôi vừa đi qua đó, tôi không đi về phía thành phố nữa. Nhà tôi ở ngay đây rồi. Chồng tôi, anh ấy đang cần tôi. Anh ấy bị tai nạn, đang rất nguy kịch. Được rồi, vậy thì tôi sẽ giúp. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Kia rồi, trung tâm thành phố. Dạ vâng, làm phiền anh quá. Anh đã giúp tôi rất nhiều, nên hãy cứ nói,
lấy bao nhiêu tiền để tôi trả? Ai trong tình cảnh của tôi cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Tôi rất biết ơn anh, nên anh hãy cho tôi biết địa chỉ nhà đi. Có dịp tôi sẽ đền đáp. Ừ, cô không phải làm gì để đền đáp tôi đâu, thật mà. Dạ vâng, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Chú ơi, chú đừng lấy chiếc tivi đó nhà cháu mà chú ơi. Bỏ ra, thằng bé này. Bố con chưa về, chúng ta thì không còn tiền để trả, cũng chẳng có cách nào khác. Tivi của cháu mà. Chị My con yêu ạ, quay lại đi mà. Anh xin lỗi em, anh gặp sự cố trên đường. Chúng đã mang hết đồ đạc đi, cả chiếc tivi mà anh tặng cho con. Không sao đâu, anh sẽ sớm kiếm lại được tiền và mua lại chiếc tivi. 7 ngày sau. Anh không thể lấy lại chiếc tivi cho con được sao? Không, họ đã thanh lý nó mất rồi. Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng kiếm việc làm, chăm chỉ, tiết kiệm dành dụm, mua lại cho con chúng ta chiếc tivi mới. Cái gì thế này? Một chiếc tivi mới khác ư? Đúng rồi, tivi mới. Tivi mới bố ơi. Chắc là có sự nhầm lẫn gì đó rồi. Bố ơi, con thích chiếc tivi này, bố ơi. Nhưng ở đây ghi gửi tặng người đàn ông có mái tóc đỏ sống ở khu thị trấn nhỏ Belgrade. Đúng đấy, cả cái thị trấn nhỏ bé này chỉ mình anh có mái tóc đỏ thôi à. À, còn có cả một tấm thiệp đính kèm đây này. Xin chào người đàn ông có mái tóc đỏ ở khu thị trấn nhỏ Belgrade. Vâng, tôi là người phụ nữ 7 đêm trước anh đã gặp trên cao tốc Alabama. Nhờ có anh mà tôi đã có mặt kịp thời bên cạnh chồng tôi trên giường bệnh trước khi anh ấy rút hơi thở cuối cùng. Anh biết không, chồng tôi đã mỉm cười khi thấy tôi. Hẳn là anh ấy đã rất mong được gặp tôi trước khi nhắm mắt, để rồi sau đó ra đi thanh thản. Và tất cả là nhờ anh, người đàn ông có mái tóc đỏ tốt bụng. Em rất tự hào về anh. Bố là người bố tuyệt nhất. Con cảm ơn bố. Sau này con sẽ trở thành người như bố. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.